Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh review của ship.vn. Video này mà các bạn cùng chúng tôi kiểm tra một kiện hàng của một vị khách đã nhờ ship.vn mua trên một website của Mỹ. Hôm nay kiện hàng nó đã về đến Việt Nam. Bây giờ chúng tôi sẽ thực hiện kiểm tra kiện hàng. Trong quá trình kiểm tra thì ship.vn có quay lại cho bạn nào quan tâm tới cái sản phẩm này. Các bạn sẽ có được những cái video quay rất là thực tế. Đây là một số kênh thông tin của ship.vn. Video này mà các bạn cùng ship.vn sẽ cùng kiểm tra một kiện hàng, một mẫu mắt kính đến từ thương hiệu Calvin Klein đã được ship.vn mua tại một seller uy tín ở Mỹ và ship tới văn phòng của ship.vn tại Mỹ ở bang Oregon mà dịch vụ UPS. Đầu tiên UPS họ nhận kiện hàng này, sau đó họ chuyển sang cho đơn vị vận chuyển USPS. Ở phía trên đây chính là số tracking của UPS và phía dưới đây chính là số tracking của USPS. Số tracking này sẽ luôn được ship.vn cập nhật qua email cho khách hàng khi khách hàng đặt mua trực tuyến như website. Các bạn có thể copy số tracking này dán vào trang chủ của đơn vị vận chuyển để có thể theo dõi kiện hàng của mình. Kiện hàng nó mất khoảng hơn 3 tuần để về đến Việt Nam. Và bây giờ mình sẽ tiến hành mở hộp để có thể kiểm tra mẫu sản phẩm bên trong, đồng thời cho các bạn có những góc quay thực tế nhất về mẫu sản phẩm mắt kính ngày hôm nay. Bên trong mình có nhập hai mẫu mắt kính của Calvin Klein. Đầu tiên, hôm nay mình sẽ review trước một mẫu cho các bạn. Hẹn các bạn mẫu còn lại trong video sau nhé. Chiếc bông mắt kính của chúng ta vẫn được bảo vệ rất là kỹ lưỡng bên trong chiếc túi ni lông lớn như thế này. Và trên mặt túi thì chúng ta sẽ có một chiếc tem cung cấp một số cái thông tin về sản phẩm bên trong. Đầu tiên là tên thương hiệu Calvin Klein, cùng với đó là mã sản phẩm là CK20120S. Mã màu sẽ là 045 và thông số kỹ thuật sẽ là 55-18-145. Đó là những cái thông tin về sản phẩm bên trong. Mã sản phẩm này mình có để dưới tên video cũng như là đường link truy cập sản phẩm phía dưới phần nội dung. Các bạn có thể truy cập vào và sở hữu cho mình chiếc mắt kính này với mức giá cực kỳ ưu đãi nhé. Đầu tiên, mình đảm bảo sản phẩm của chúng ta luôn hoàn hảo khi đến tay khách hàng thì mình sẽ đeo vào tay vào, tránh trường hợp bộ hồi tay bám lên trên bề mặt bóc màu trắng này cũng như là bề mặt sản phẩm gây mất thẩm mỹ. Vẫn như một khi chúng ta sẽ thấy một chiếc bóc màu trắng tinh khôi của Calvin Klein rất là đơn giản thôi, với tên thương hiệu ngay trên phần nắp hộp với tông màu đen cực kỳ nổi bật luôn. Đây cũng là một trong những phương châm của Calvin Klein, đó là đơn giản tối đa, độc đáo tối đa. Còn bây giờ mình sẽ đi sâu vào bên trong sản phẩm của chúng ta nhé. Phía bên trong thì nhân vật chính vẫn được bảo vệ rất là kỹ lưỡng bằng một lớp ni lông nữa nha các bạn. Đây các bạn có thể thấy nè. Bây giờ mình sẽ mở chiếc túi này ra nha. Đeo vào tay thì hơi dính một chút xíu nha các bạn. Bên trong thì ngoài nhân vật chính chúng ta sẽ có thêm một vài sách hướng dẫn sử dụng rất là đơn giản ha, tương đối mỏng thôi. Và tạm thời mình sẽ để qua một bên. Calvin Klein họ bảo vệ hai chiếc càng kính này cũng rất là đơn giản bằng một cái lớp ni lông mỏng bọc một bên càng kính bên trái giống như thế này. Đầu tiên mình sẽ chia sẻ về tên của mẫu sản phẩm kính mát ngày hôm nay sẽ là Calvin Klein Fashion Unisex Sunglass, một mẫu kính mát dành cho cả nam và nữ đến từ thương hiệu Calvin Klein thuộc bộ sưu tập Fashion. Và mã của mẫu sản phẩm này đầy đủ sẽ là CK20120S-045. Độ rộng kính trên mẫu này sẽ là 55mm. Ở cuối mỗi trang sản phẩm mắt kính tại trang web của ship.vn thì đều có đường link hướng dẫn cho bạn chọn size kính phù hợp với gương mặt của mình. Tuy nhiên, ở trong thực tế các bạn cần phải chú ý hơn về hình dạng khuôn mặt cũng như là chi tiết hai bên thái dương. Cái điều này nó cực kỳ quan trọng luôn, giúp cho các bạn vừa chọn được một mẫu mắt kính hợp gu thời trang với mình, vừa mang lại cái trải nghiệm đeo nó phải thật sự thoải mái nữa thì chiếc mắt kính mới đó là mới là thích hợp cho bạn. Về màu trồng kính trên mẫu này chúng ta sẽ có một cái màu smoke radiant, tức là màu xám khói với hiệu ứng radiant, và tất nhiên 100% chống tia UV. Đây là chức năng cơ bản của một chiếc kính mát rồi. Radiant đây là một loại trồng kính được nhuộm màu, có phần phía trên là tông màu tối và dần dần chuyển xuống phía dưới sẽ là tông màu sáng hơn. Nó rất là thích hợp với những ai lái xe thường xuyên vì phần trên của kính có thể giúp cho chúng ta có thể tránh khỏi ánh sáng mặt trời, còn phần phía dưới vẫn đảm bảo cho chúng ta có thể quan sát rõ hơn các bảng điều khiển cũng như là tay lái, từ đó chúng ta di chuyển an toàn hơn rất là nhiều. Cầu kính trên mẫu này chúng ta sẽ có là 18mm, chiều rộng thông thường của cầu kính sẽ là từ 12 cho đến 26mm. Thông số đầu của cầu kính chúng ta sẽ tính từ điểm kính này qua điểm kính bên đây nha các bạn. Đó chính là phần cầu kính của chúng ta. Còn phần phía trên này chính là phần top 3 của kính. Càng kính của mẫu này sẽ là 145mm, một chiếc càng kính bên đánh giá là tương đối dài nha. Hầu hết kính râm và kính mắt thì đều có những cái số đo kích thước cũng như là mã sản phẩm sẽ được thể hiện bên trong càng kính bên trái. Tương tự như trên mẫu này chúng ta sẽ có những cái thông tin ở phần tay kính đây. Nó hơi khó thấy một chút xíu cho các bạn. Đây, không biết là các bạn có nhìn thấy rõ hay không? Vì họ in cái màu nó khá là tiệp luôn. Thay vì họ in màu trắng thì chúng ta sẽ dễ thấy hơn. Còn họ in cái màu xám khói như thế này thì rất là khó thấy luôn ở trên phần tay kính trong suốt như thế này. Rồi nội dung của chúng ta sẽ có là mã sản phẩm, mã màu và thông số kỹ thuật thôi, lúc nãy mình có trình bày rồi. Ở phía bên càng kính còn lại thì chúng ta sẽ có đây tên thương hiệu Calvin Klein, rất là đơn giản vậy thôi. Đó là những thông tin chúng ta có bên trong hai chiếc tay kính này. Còn phía bên ngoài càng kính các bạn sẽ thấy phần trên phần thân càng kính bằng kim loại, chúng ta sẽ có một cái tên thương hiệu Calvin Klein được khắc laser rất là sắc nét. Các bạn có thể thấy nè, chi tiết này sẽ được thể hiện ở cả hai bên càng kính, tăng cái độ nhận diện thương hiệu hầu như là tối đa dành cho mẫu mắt kính của chúng ta ở mọi góc nhìn.
Về dạng khung trên mẫu này, chúng ta sẽ có dạng khung pilot, tức là cái dạng kính phi công hay còn gọi là aviator. Thì đối với dạng kính phi công mang phong cách cổ điển, nó sẽ cho bạn toát lên cái sự lịch lãm và sang trọng. Đối với những bạn có khuôn mặt hơi tròn hoặc vuông thì bạn có thể ưu ái cho cái phong cách này, bởi vì nó tôn lên hình dáng khuôn mặt và tạo hiệu ứng giúp khuôn mặt của bạn trông được thanh thoát hơn rất là nhiều. Đó là ưu điểm rất lớn của loại dạng khung này, và thương hiệu đã cho ra đời cái dạng khung này đầu tiên chính là Ray-Ban, thương hiệu rất là nổi tiếng trên thế giới các bạn ha. Và từ đó đến nay thì cái dạng khung aviator này, tức là dạng kính phi công, rất là được giới mọi điều thời trang ưa chuộng luôn. Về màu khung trên mẫu này, chúng ta sẽ có một cái màu metal gun metal, tức là cái màu xám kim loại như thế này nè các bạn. Đó, chất liệu khung của chúng ta chắc chắn là bằng kim loại rồi, và các bạn có thể thấy là phần khung sẽ có các vân họa tiết rất là đẹp đây, bao xung quanh cái phần khung kính này luôn nha các bạn. Đó, một cái họa tiết caro rất là đẹp, tạo nên cái nét cao cấp cũng như sự sang trọng hơn dành cho mẫu mắt kính của chúng ta. Nói về chất liệu khung kim loại thì nó rất là mỏng và bền, phù hợp với nhiều khuôn mặt nè. Mẫu mã cũng đa dạng và tinh tế hơn rất là nhiều. Gọng kim loại được coi là sang trọng hơn gọng nhựa. Điều này các bạn có thể thấy ngay trên sản phẩm này luôn. Thích hợp cho nhiều lứa tuổi và người làm trong môi trường trang trọng lịch sự. Thì chiếc mắt kính này rất là dễ có sử dụng nè. Các bạn có thể đeo với những cái bộ trang phục đơn giản cho tới sang trọng và tinh tế luôn. Và có thể sử dụng được trong mọi dịp mà vẫn giữ được cái nét cao cấp, thanh lịch và sang trọng của bạn. Qua các góc quay, các bạn có thể thấy là sản phẩm của chúng ta thì vẫn còn mới 100%, không hề có dấu hiệu cấn móp hay trầy xước phía trên phần khung ha, cũng như hai bên ống kính. Đây, tất cả các chi tiết còn cực kỳ hoàn hảo luôn. Phần đệm mũi bên trong các bạn có thể thấy nè, đó, tất cả các chi tiết được họ chăm chút rất là tỉ mỉ. Khớp kính còn rất là chắc chắn và độ nảy cũng tương đối tốt nha các bạn. Các bạn có thể thấy ha, hai phần khớp kính của chúng ta rất là chắc chắn. Và đó cũng là một số góc quay thực tế nhất về mẫu sản phẩm kính mát ngày hôm nay, cũng như là một số chia sẻ của eShip.vn. Nếu như mà nào đang quan tâm đến các mẫu mắt kính Calvin Klein nói chung cũng như là mẫu Calvin Klein ngày hôm nay nói riêng, hiện tại tại eShip.vn thì đang có rất là nhiều mẫu mã kính mát với nhiều kiểu dáng, màu sắc cũng như giá thành khác nhau đến từ rất là nhiều thương hiệu. Để đến eShip.vn các bạn có thể hoàn toàn yên tâm, các sản phẩm sẽ luôn là hàng chính hãng với nguồn gốc rõ ràng, và cam kết các sản phẩm tại eShip.vn sẽ luôn có giá thành cạnh tranh hơn so với thị trường. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo.